chuyện này mình đi cà phê thôi, rồi review đồ chơi nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ thay đổi không khí, mình sẽ quay tại quán Coffee Bean and Tea Leaf. Hôm nay mình sẽ cùng nhau chơi và review trò chơi này nha. Trò chơi này sẽ là trò chơi mở trứng. Và sau đó ai mà có được nhiều cái con này nhất thì sẽ là người chiến thắng. Oh yeah! Hôm nay mình sẽ chơi, vừa chơi và vừa review. Mình sẽ lật những quả trứng này lên và kết quả là giữa Cúc và Chloe ai mà kiếm được nhiều con Paw Patrol ở trong đây nè, và hoặc là nhiều con Pony thì lúc đó sẽ là người chiến thắng nha. Ok, đây mình xin giới thiệu đội đỏ, còn Cúc sẽ là đội trắng. Chloe ơi, are you ready? Rồi giờ sao? Giờ mình chơi quả tù xì đi. Giờ mình chơi nha. Đây nè, mình có nhiều trứng. Anh ơi con lại kéo. Ok. Rồi giờ quả tù xì nha. Nha. 1, 2, 3. Quả tù xì ra cái gì? Ra cái này. Hai kéo rồi. Hai kéo. Ừ, coi như không ai thua hết. Giờ mình quả tù xì lại đi. Quả tù xì ra cái gì? Ra cái này. Cúc thắng rồi, Cúc thắng. Nhưng mà Cúc và Pepper con nó làm scissor. Cúc là cây búa, Thôi là cây kéo. Ok. Rồi thôi bây giờ để Cúc dở trước cái con đầu tiên nha. Giờ coi Thôi xáo trộn trứng đi. Xáo trộn đi nè. Trộn đi qua đây. Nè qua đây. Rồi bây giờ Cúc sẽ bóp trước nha. Rồi giờ Cúc bóp cái gì đi ta? Ok, Cúc sẽ bóc quả này. Dở lên lẹ. Yeah. Cúc đã có được một con Little Pony đầu tiên. Rồi. Khó là mình nó kéo ra. Cúc có thể bỏ. Rồi, bây giờ quảnh lại nè. Quảnh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Hai kéo. Quảnh tù gì ra cái gì ra cái này. Rồi thôi bây giờ mình dừng cho Chloe chơi nha. Rồi đây Cúc sẽ xáo trộn trứng. Rồi Chloe chọn đi. Rồi chọn đi Chloe, chọn đi, chọn cái này nè. No. Cái này nè. No. Trời Chloe không có dễ dụ mọi người ơi. Giờ sao? Rồi Chloe lựa đi, nhanh lên, chắc chưa? Đây các bạn ơi, đó là một con ở trong bộ sưu tập Paw Patrol, con màu xanh nha. Rồi Chloe đưa cho các bạn coi thử, coi cái con Paw Patrol đi. Đúng rồi, coi đó là con màu xanh dương nha. Rồi bây giờ mình vẫn được xì tiếp nè. Quảnh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Hai kéo. Quảnh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Trời Chloe thích ra kéo nên Cúc sẽ ra vú hoài luôn. Cúc thắng rồi. Cúc thắng rồi, giờ đến giờ Chloe. Giờ coi nè nha, để Cúc coi Cúc bóc cái nền nè. Bùm 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 bùm. À đau. Làm bồ chứ. Cái này nó nặng quá Chloe ơi. Nó nặng. Rồi Cúc chọn cái này, Cúc chọn cái này. Con này là con gì đây Chloe ơi? Con gấu. Cái con này người ta gọi là donut teddy bear. Donut teddy bear. Đây, nó có màu xanh nhưng mà cái chất liệu của nó cũng khá là cứng cáp đó nha các bạn. Đó, rồi coi như mình để qua đây nha. Cúc đã được một con Little Pony. Rồi giờ thôi Cúc để cho Chloe chọn trước á, Chloe chọn đi. Ồ, các bạn ơi, Chloe đã được một cái con màu xanh dương như thế này nữa. Và hai con Pony. Trời ơi, giờ đây là khối tài sản của Chloe đã kết xù, đã trở thành 4 con luôn. Rồi thôi bây giờ tới Cúc nè.
Giờ để Cúc lựa đi. Giờ làm sao để Cúc được hai con Pony với lại hai con Paw Patrol đây? Cúc sẽ chọn cái này. Ôi. Đây các bạn ơi. Chỉ được một con thôi. Nè nè, một con cá. Khơi ơi. Nhìn mà Khôi mắc cười quá. Rồi, bây giờ Cúc cho Khôi một lần nữa. Khôi mở đi. Đảo lại. Rồi, mở đi. Mở cái nào? Chắc chưa? Chắc chưa? Ôi, rồi, mở lên đi, mở lên đi. Không có được, không được đóng lại. Khôi mở lên đi. Mở lên cho mấy bạn coi lại trong đây có cái gì. Trên không có đâu. Trong đây không có cho nên Khôi định đậy lại nhưng mà không được. Thôi rồi coi như Khôi bị thua đợt này nha. Bây giờ cho Khôi một lần nữa nha. Phải chọn con nào mà có con đó nha. Ê, không có cho mở ra coi. Chọn cái khác, chọn cái khác. Rồi, chọn lại đi. Coi cái mặt vẻ kìa. Rồi, chọn đi. 3, 2, 1. Rồi, mở lên, mở lên. Lại là một con màu xanh dương. Hôm nay Khôi có duyên với lại cái con Paw Patrol quá vậy ta. Rồi. Thôi cô. Let's see. Coi coi cô sẽ được cái gì đây. Ôi, con đó của tôi nha. Con đó của tôi nha. Các bạn ơi, một con Paw Patrol và một cái con nịnh. Con này tên gì vậy Khôi? Hai con màu tím luôn. Octopus. À rồi, ok rồi, Cúc để đây nha, bỏ vô bộ sưu tập của Cúc. Con trước. Tới Khôi đó. Wow, trời, hôm nay Khôi dở được nhiều con Paw Patrol quá vậy ta. Có một con màu vàng. Con này nó có một rubble. Nó vẫn đứng được nha các bạn. Cho dù là mình nhúc nhích nó như thế nào nó vẫn đứng được. Giờ tới Cúc nha. Không có con. Không, tới Cúc. Nè nhìn nè. Cái gì đây? Wow. Con gì đây Khôi? Shelf. Con shelf. Dạ, mình có Paw Patrol, một kem nha. Mình có Paw Patrol này. Ừ, có Paw Patrol một kem. Rồi, bỏ vô đây nha. Yeah, đếm sơ sơ coi này. 2, 4, 6, 8, 9. Cúc đã được, gia tài của Cúc hiện giờ đã lên 9 con rồi. Ôi, Khôi, sao kỳ dạ con. Thôi, bây giờ Cúc trộn lại. Rồi, Khôi mở đi. Rider. Lại một con Paw Patrol màu đỏ. Không phải Rider. Biết rồi, nhưng là cái tên của nó thôi. Rồi, coi bỏ qua đây đi. Xong nha các bạn ơi. Ủa, tới cốt. Chưa. Rồi. Ôi, buồn quá trời. Không. Rồi. Khôi nhanh quá. Rồi, con này của Khôi nè. Tới Cúc nha, một cái cuối cùng nha. Lê lên. Không có gì hả? Không. Rồi, ủa. Xong. Rồi, bây giờ mình đếm đi. Thôi, đếm trước đi. Đếm cho mấy bạn coi kìa. Cho mấy bạn. Hai. Rồi, hai con. Ba. Hai con. Bốn. Ba con. Năm. Bốn con. Sáu. Năm con. Bảy. Sáu con. Tám. Chín. Bảy con. Chín. Tám con. Chín con. Chín. Rồi, đây là gia tài của đội đỏ nha mấy bạn ơi. Thao bao cốt. Mình thao có chín. Đợi cốt xíu. Một. Hai. Rồi, ba, tới cốt nha. Bốn. Năm. Một sáu, nè. Bảy. Hai tám, nè. Chín. Ba ủa, sao nè. Con có chín vậy? Bốn nè. Năm. Sáu. 7, 8, 9 luôn. 9 luôn, bằng con luôn. Bây giờ
khó phân biệt quá à. Không biết ai là thắng ai thua luôn. Bây giờ mình chơi ván cuối cùng thôi nha. Mình chơi ván cuối cùng coi ai dở ra được nha. Thôi, bỏ lên một cái trứng thôi. Thôi nhắm mắt lại đi. Đi nhắm mắt lại. Rồi, bây giờ Khuy bóc đi, lần cuối cùng. Khuy đắn đo, suy nghĩ. Rồi, Khuy bóc được rồi. Coi chừng là phần thuộc sẽ thuộc về cúp đây. Phải có bỏ ra chứ, không đây. Không biết, ai kêu bóc nhầm cái không có làm chi. Rồi, giờ cúp bóc nha. Rồi, coi như là cúp có thêm một con cá giống như vậy nữa. Và một con Paw Patrol màu cam. Rồi, coi như là bây giờ tổng tài sản của cúp đã lên 11 con. Thôi, 9 con. Rồi, coi như là tổng kết hôm nay là đội đỏ là đội thua cuộc và đội trắng là đội thắng cuộc. Đây, các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại tất cả những số tài sản của cả Chloe và của Cúc nha. Ở đây mình sẽ có những cái con vật nhỏ nhỏ và bên đây là mấy con Paw Patrol. Ở đây là những con Little Pony. Chloe muốn ôm hết rồi mấy bạn ơi. Coi như là buổi review hôm nay là mình kết thúc rồi. Bây giờ mình chào tạm biệt các bạn đi. Chào các bạn. Hẹn gặp các bạn tuần sau. Rồi các bạn ơi, mình hãy like, share và subscribe để kênh YouTube của Cúc và Chloe sẽ có thêm nhiều các clip hay nữa giới thiệu đến các bạn nha.